Huấn luyện viên Erik ten Hag của Man United đã nổi giận sau trận thua 0-2 trên sân khách Newcastle và đang có hai cầu thủ rõ ràng cần phải ra đi ngay lập tức sau thất bại cay đắng này. Nhà cầm quân người Hà Lan rất tức giận sau màn trình diễn mờ nhạt của các học trò tại Premier League trước chủ nhà Newcastle vào cuối tuần qua. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của bóng đá hiện nay, Man United đang đối mặt với một thử thách lớn khi muốn trở lại đỉnh cao. Tuy nhiên, việc chỉ tiến bộ với tốc độ chậm không đủ để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ đầy kỳ vọng. Thật đáng tiếc khi những cầu thủ như Scott McTominay và Wout Weghorst không đáp ứng được sự kỳ vọng của huấn luyện viên Erik ten Hag như đã thể hiện trong trận thua trước Newcastle. Nếu Man United muốn tiếp tục phát triển và đạt được thành công, họ cần phải nâng cao trình độ và nỗ lực hơn. Những bước tiến vừa qua là không đủ để đánh bại các đối thủ cạnh tranh trên đấu trường châu Âu. Đó là lý do tại sao phải có những cầu thủ xuất sắc hơn và phải đáp ứng được sự kỳ vọng của huấn luyện viên và người hâm mộ. Chỉ có như vậy, Man United mới có thể đạt được mục tiêu của mình và trở lại với vị trí quen thuộc của mình trên đỉnh cao bóng đá châu Âu. Trận đấu giữa Newcastle và Man United đã lộ ra nhiều vấn đề của đội bóng quỷ đỏ. Hàng thủ sa sút, hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và tấn công cũng không có nhiều ý tưởng. Ngay cả những cầu thủ thường được kỳ vọng như Marcus Rashford, Diogo Dalot hay Lukaku cũng không thể trụ vững trước sức ép của đối thủ. Nhưng nếu phải nhắc đến những cá nhân gây thất vọng nhất trong đội hình của Man United, tiền vệ Scott McTominay và chân sút Wout Weghorst là những người đứng đầu. Dù đã có thời gian để trưởng thành và phát triển tại câu lạc bộ, McTominay vẫn không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Điều này càng được chứng minh khi ngôi sao Fred đã phải ngồi dự bị và đây là một bất ngờ đối với những ai tin vào sự phát triển của tiền vệ Brazil. Với bản thân Weghorst, mặc dù anh đã có một số đóng góp trong quá khứ, nhưng hiện tại anh không còn đạt được thành tích như trước. Trận đấu với Newcastle cho thấy rằng cả hai cầu thủ này đều không đủ sức mạnh để giúp Man United tiến xa hơn trên đấu trường châu Âu. Có thể Man United đang không sử dụng đúng cách tiền vệ Scott McTominay. Trong quá khứ, anh từng là một tiền đạo trẻ xuất sắc và đã có nhiều thành công tại khu vực cấm địa của đối thủ. Tuy nhiên, với vai trò tiền vệ phòng ngự, McTominay đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng và chơi nhạt nhòa hơn rất nhiều so với Casemiro, tiền vệ phải bị án treo giò trong trận đấu với Newcastle. Thật đáng tiếc khi Man United có thể đã tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ nếu họ đã mua về những cầu thủ như Frenkie de Jong, Barcelona hay Jude Bellingham, Borussia Dortmund thay vì Scott McTominay. Để tiếp tục phát triển và đạt được thành công, Man United cần phải kết thúc sự hụt hẫng của đội bóng vào mùa hè này và tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một sự thay thế đẳng cấp thế giới. Tương tự như Weghorst, Man United cũng cần phải tìm kiếm một chân sút đẳng cấp thay thế cho anh. Dù có thể đây là một điều đau lòng nhưng chính Weghorst cũng cần rời khỏi Man United để tìm kiếm cơ hội phát triển khác. Tuy nhiên, điều đáng khen ngợi là thái độ của anh luôn rất tốt và sẵn sàng chờ đợi thời cơ để thay thế, điều hoàn toàn trái ngược với cách mà Ronaldo đã ra đi khỏi câu lạc bộ. Trong khi Ronaldo không phải lúc nào cũng phải chạy, anh vẫn đóng góp bàn thắng đều đặn cho đội bóng. Điều này là điểm mạnh của Ronaldo, trong khi đối với Weghorst, anh chỉ có 2 bàn thắng trong suốt mùa giải đến thời điểm này. Điều này làm cho anh trở thành một trong những điểm yếu của đội bóng. Trận đấu với Newcastle đã cho thấy rằng Weghorst đã chơi rất tệ, chỉ hoàn thành 4 đường truyền và không thể giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt. Điều này cho thấy rằng Man United cần phải thay đổi nhiều thứ nếu muốn đạt được thành công trong tương lai.